trận thi đấu thứ tư và đang là trận thi đấu chung kết đầu tiên của group TO. Đây là vòng loại trực tiếp, vì mà đánh thua phát là loại về luôn. Trận này thì Long đang cầm một cái quân mà không biết là còn cái từ gì để miêu tả nữa. Đây sẽ là Hitty cho sang Long. Long đang cầm màu 2 và anh ta đang rất đỏ. Mình thấy rằng Long toàn cầm quân tuyển thôi. Toàn quân tuyển và anh ta cũng đang đánh một cái bài không quá ảo diệu. Thế nhưng mà cơ bản là Long cũng lại có tí lộc và anh ta cũng đang đối đầu một game thủ tễu không may mắn và cũng không phải là một con hàng quá cứng. Một cái bài Hitty và anh ta đang có cái lượng gỗ đầu mà nó tương tự như cái Egypt vậy. Gỗ đầu là không thấy đâu cả, rất xa. Đi dò gặp hai sư tử nhưng vẫn đang né được là khác. Thế nào? Chết dần rồi. Hơi đen. Vừa bảo rằng Long đỏ nhưng không, anh ta trước ngày một nông dân và mà thực chất đó là phản đam bình luận viên. Hít ạ. Như vậy là theo mình cầm nhật thì game thủ Tễu là một người cầm quân cũng không hề xấu, đó là game thủ cầm Minwan. Thế nhưng mà đối đầu Minwan, đối đầu Hitty là một cái kèo thi đấu mình nghĩ rằng Hitty vẫn chân cửa tí xíu. Vì Minwan thời điểm đầu nếu như mà một cái bài Hitty mà nó ổn thì nhìn chung vẫn là khoai. Thì Minwan bài với rất là đẹp thì đánh mới dễ đánh. Chuyển cung A nó dễ. Chứ còn đánh mà phải đánh theo kiểu là đánh L và chuyển cung thì nhìn chung cũng xương. Vì sức chém của Minwan không phải là quá khỏe. Nhưng cũng cơ bản là trận này là tươi đấy. Mình nhìn thấy rằng Long đang khả năng chết dần và anh ta đang có một bài nó rất là nghèo nữa. Bởi hiệu đầu thì 4 con nhưng đá là đang là tuét tuét và nhoe nhoét. Đồ ăn chưa thêm cả. Thế nhà đang không khung được và cái bài này Tễu vẫn còn cửa để thắng. Trận này mới vắt 2 lờ đi khi Long đủ chết rồi. Nhưng vấn đề là phải lên sớm và lên tươi tươi tí cơ. Chứ còn lại như trận Roman trận trước thì cũng lại khoai. Chết dần. Không đồ ăn, hiệu 4, mới chỉ 3 con về. Và đang là một cái điều gì đó là khá là lọc đá cho game thủ Sang Long. Thấy bầy hiệu nữa 4 con và sư tử lại cắn dần. Cái gì thế này Long ơi. À, mày. May pha này không chết dần đấy. Chết 2 dần mà an toàn hiệu 4 nữa thì Long chắc nghỉ luôn chứ còn đánh gì. Bảo chị Thanh Thanh ơi em nghỉ thôi. Này em đèn lắm rồi. Cầm Hitty nhưng mà trong các bạn thấy rằng là Hitty thì... Người ta vẫn hay nói rằng là Hitty thì Hitty và Seng ấy là hai loại quân mà trong cái map solo nó hay bị nghèo. Maxe Summer Roman thì hay có đôi voi. Egypt thì theo kiểu đó là Egypt thì nó hay theo kiểu gì nhỉ? Egypt nó hay có cái bài đó là gỗ đầu nó xa. Đấy. Long vẫn chưa đủ đồ và anh ta vẫn đang một cái bài thi đấu lại thêm hiệu 4 nữa. Nào, hiệu mấy đây? Phải chăng là 4? Phải chăng là hiệu 4 cho Sang Long? À không, tươi. Như vậy là ổn, bảy hiệu này là bảy hiệu có khá nhiều con. Chứ còn Long chơi theo kiểu đó là 3 bảy hiệu 4 thì Long chắc nghỉ luôn. Một cái bài như vậy Long sẽ là khá là muộn và lực là yếu. Bảy hiệu thì phi nó cũng chưa được mượt mà. Nhưng con nông dân này mình nghĩ rằng Long nên bố trí tìm thêm đồ ăn đi. Chứ còn với cái lực hiện tại của Long thì nó khá là khó đánh. Đánh cung, Minwan đánh cung cũng khó đánh mà đánh chém cũng khó đánh. À đây rồi. Đây rồi. Như vậy là vẫn đang còn một con voi đến từ Long để có thể ăn hoa. Câu về đây và ăn thêm mấy lực. Nhưng một bài Hitty đánh 24 dân và nhà cửa xấu này, chúng ta cùng xem cách mà sau Long cơ cấu nhà cửa và đánh đấm ra làm sao. Bên kia không phải là những quân quá lưu tiều mà đây là quân là Minwan. Đôi voi, ok ổn rồi. Tập trung ép mắc binh về hiệu trước. Còn đôi voi kia để tí nữa câu về sau. Không nên làm quá nhiều thực cùng một lúc như vậy. Nó sẽ bị sao nhãng đi và hiệu suất làm thực sẽ không còn cao nữa. Còn hiệu thì nó vẫn đang rất khó chịu con hiệu này. Rồi. Một thế bài xấu của Sang Long và bài đánh ta kích đời trong tầm khoảng đó là 11 rưỡi căng.
Tễu cầm min và đánh đến 27 nông dân trong trận thi đấu này. Lên đời sớm ở Sao Long là tương đối nhiều, và như vậy khả năng cao của bài thi đấu min đánh tự tin thì anh ta sẽ đánh những cái bài đó là bài đánh cung thẳng cung luôn. Chứ còn một cái bài Hitty đánh 24 dân không cộng mà đối đầu với min 27 dân thì chả có cái lý gì mà min không dám đánh cung cả. 27 dân chưa đào vàng. Rồi, chưa đào vàng. Một lát nữa sẽ đào vàng, chứ còn mình nghĩ rằng nếu như mà một bài min đánh chém thì đào vàng từ lâu rồi. Rồi, cửa sáng cho Tễu. Thế nhưng đối đầu với Long, một cái bài khả năng cầm cung R của Long mà phát triển thì mình nghĩ rằng cũng phải dè chừng một tí xíu. Bây giờ Long đang cầm dân đi và muốn đi dâng ao nhà người cầm min loan. Phải vậy không? Nào, đúng rồi. Cầm dân, hai dân đi và dâng ao nhà của min loan trong bài cầm Hitty. Chúng ta cùng xem khả năng bài này Long đánh được bao nhiêu nhà BA đây. Một cái bài này mình nghĩ rằng dâng căng lắm thì được 4 BA thôi. Có thể nó đang chạy như vậy là ngựa giò chăng? Ngựa giò hay là cung tê? Nào. Không. Rất chắc cộm. Một cái bài như vậy là vẫn đang đánh những con chém đến từ game thủ cầm màu 8 của thủ Ron Tễu. Rất chắc cộm. Đang bảo là tự tin đánh cung thì Tễu vẫn đang có vẻ như lại, và Tễu cũng đang tỏ ra khá tôn trọng đối thủ. Còn bây giờ Long đang chơi cái bài thi đấu sẽ là Hitty và không còn nhà cửa gì cả. Bung ra phía bên ngoài, di dâng à, Văn Hoàng. Cung tê vẫn đang lượn lờ quanh nhà để tìm nhà game thủ của tìm những cái đơn vị đi dâng phải chăng? Không, tìm đoàn hoang. Có lẽ tìm đoàn hoang thôi. Long đang bơ vơ dần phía ngoài thế này mà không bánh xe hoặc con lạc đà của Tễu mà nó đến thì là căng này này. Bánh xe chuẩn bị có. Long không ra dần. Tập trung đi dâng à. Vẫn đang muốn tìm nhà game thủ Tễu. Lạc đà. Thì như vậy là Tễu chắc cốt quá. Tiếp đến lạc đà. Lạc đà của Tễu đang như vậy là tên lạc đà đầu thì chém những con nông dân của thủ Sao Long, và tên lạc đà thứ hai thì đứng đi nhà BA dâng ngà của thủ Sao Long. Hơi khoai rồi. Nhà Tễu đâu thì Long vẫn chưa biết. Cung R thì mình thấy thằng hình là chưa nâng giáp và bị đi như này thì hơi xương này này. Đây rồi. Nhà Tễu là nhà quá gần vị trí mà Long dâng ngà. Thế nhưng những con lạc đà của Tễu nó đi thế này thì Long sẽ, những con cung rào của Long sẽ không còn khả năng sát thương nữa. Cần phải chạy và cố tụ thôi. Tham 27 rất khó đánh. Sóc cung rào thì vẫn 40 giây một tuần, nó là quá chuẩn chỉ. Tụ lại. Phải tụ được và phải điều được. Cung lấy tim à, càng tụ càng khỏe. Tễu một cái bài thi đấu mình nhìn qua nhà Tễu dường như đang xấu và anh ta không có khả năng để đánh những con cung rào trong trận thi đấu này. Ở nhà của mình thì Long vẫn đang vẻ và đang giữ bài gỗ là khá là tốt. Tễu căng rồi. Tễu chưa bánh xe thì phải. Ôi, Tễu chưa bánh xe và bị dâng à. Cung rầu của Long đang đứng dốc vào cung rầu Hitty. Thôi chết tôi rồi. Tễu ơi là Tễu. Tễu chưa bánh xe và anh ta cung rầu Hitty đang đứng dốc và đang tụ được. Một cái bài thi đấu vào Sang Long anh ta tưởng chừng như là thua nhưng không. Đang thành thế thắng cho Sang Long. Tễu mất bãi vàng và anh ta bị đứng. Thôi. Thôi căng rồi Tễu ơi. Nhà Tễu xấu. Tễu 27 dân thế nhưng mà nhà Tễu xấu và Tễu không dám đánh cung. Bây giờ thì nông dân bắt đầu đang nằm xuống. Với số lượng là tương đối nhiều. Cung rồi Hitty nó tuốt, kiểu tuốt lươn ấy. Một phát là chết thôi. Một tuốt chết một con thôi. Không có cái tí cửa nào cho những nông dân nó chạy cả. Hitty cung rồi còn đứng dốc nữa. Long dâng ngàn một cái bài đó là quá hay. Tưởng chừng là xấu nhưng không. Nhà Tễu xấu hơn nhà của Long. Và anh ta chỉ có một cái bài đó là trâu dân thôi. Chứ còn nhà cửa là không có cái gì cả. Nhà cửa dưới dốc và Long dâng ngà đúng mặt dốc. Tễu Long đã đen rồi, Tễu còn đen hơn cả Long. Tham 35 của game thủ Sang Long và cung rò nó đang đi đâu hàng kích hàng kích. Chém bãi gỗ nhưng không phải e. Không phải e thì Long thoải mái đỡ. Long đang chỉ có hai đạo thôi. Đạo một đạo hai chứ, nhưng mà những con cung rò của Long vẫn đang di chuyển hoạt động rất hiệu quả. Khoai rồi Tễu ơi. Khoai quá. Một cái bài Long tưởng chừng như là thế này rồi mà Tễu còn khoai hơn. Ở nhà của mình bây giờ Long đang về và anh ta đang ra ruộng, nó khá là ổn. Ruộng vẫn đảm bảo hình cánh hoa. Thế chắc cốp gì. Bãi gỗ đã bục, thế nhưng mà bục có lẽ là đóng một pha đóng cửa và thả chó thôi. Chó này là chó béc dê rồi. À không, đây là ngao Tây Tạng ở Trung Quốc. Một cái pha thi đấu Long có lẽ là anh ta vẫn đang trên cơ Tễu về mặt một chút gì đó về mặt thứ nhất tâm lý. Tâm lý hay, và thứ nhất là anh ta cũng hơi lọc một tí Tễu tí xíu nữa. Đánh rất bình tĩnh và rất tự tin, không có gì đó lo là quá ngán cả. Mình đang hy vọng cái bài thi đấu mà Tễu bật lại 2 đều và bật thậm chí bật lại 3-2. Thế nhưng mà không, Tễu đi sai.
3-1 cho Long. 3-1 cho Long, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát để đến với trận thi đấu tiếp theo trong kèo thi đấu này. Long đang hay và anh ta cũng đang bay, vừa may vừa hay và vừa bay nữa. Khoai 3-1, Long chính thức đi tiếp.